Ngày 12 tháng 4 năm 2023, ở phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang 50 tuổi, mức án 4 năm tù, về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Theo cáo trạng, ngày 30 tháng 3 năm 2020, Công an quận Ngũ Hải Sơn ập vào khách sạn Seaview Homestay Tại địa chỉ lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, quận Ngũ Hành Sơn, do ông Lê Trường Giang làm chủ, bắt quả tang 8 người nước ngoài thuê phòng nhưng không được khai báo tạm trú, trong đó có người mang quốc tịch Philippines đã hết hạn thị thực gần 20 ngày. Vì những lỗi này, ông Lê Trường Giang bị phạt 3 triệu đồng và thu hồi giấy phép kinh doanh. Sau khi được cấp lại giấy phép, chủ khách sạn này được hướng dẫn cam kết chấp hành quy định về khai báo tạm trú. Nhưng đến ngày 24 tháng 11 năm 2021, Công an tiếp tục kiểm tra khách sạn Seaview Homestay lại phát hiện 3 trong 5 người nước ngoài thuê phòng hết hạn thị thực. Đáng chú ý, trong số này có Giao Tao, 45 tuổi quốc tịch Trung Quốc, đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội giam giữ người trái phép. Ngoài ra, còn có Su Hongwei, 53 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, là người đã có công hàm liệt vào danh sách 5 lần không chấp hành pháp luật trung thực. Theo cơ quan công an, thời gian nhóm người Trung Quốc này lưu trú tại khách sạn Civil Homestay cũng là thời gian chủ khách sạn Lê Trường Giang bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Dù biết khách hết hạn thị thực, ở chui nhưng bất chấp vì lợi nhuận, ông Lê Trường Giang đã thu tiền phòng suốt thời gian dài, số tiền lên đến 100 triệu đồng.